có nó không quay dần nhỏ không? Ủa mình đó chị, nhát mình phải đem thôi nó quay. Không hát có ba mẹ hát mà còn quay nữa. Tao hát đó. Thế mẹ đàn bà hát hay không? Xuất sắc không? Cái cỏ đó. Có con kiều nó hát nhiều. Dịch trong con người không? Trời quá trời luôn. Mà trắng trắng thì tao thấy đường không? Đi. Có giờ múc chưa? Múc chưa? Rồi. Rồi mở nắp. Đúng rồi. Lên mạng nói sao dở nhất là sạch sẽ tầm cả xấu sạch sẽ nào vừa không mưa thì đi ra nước khác ta làm lát không lại mỡ mà chúng lại mà nha rồi xong rồi thì hạ đồ cho dở nhất là mới sạch sẽ nào vừa đây nè. Đọc lại cũng ghi hình lên nè, đọc lại cũng ghi hình lên tại nó ghi hình cả ghi lên về gửi cho thế giới coi. Mới nay hả? Sáng đi về rồi. Ai biết rồi tao đi là cũng đi. Bên đây là con đi chầu đó. Vậy hả? Đi vô cái nhận tí thấy ổng bên đây là nhắm sửa cho mặt sạch sạch thôi. Kiểm giám cho tao. Mà chắc giờ tối thì hai. Ta. Hai. Tại vì tao nói sáng giờ tao đi. Chàng chiệt đã uống là bắt đầu á, nhắm tay là dẹp xuống rồi. Uống đi cái chiệt chiệt lại. Uống cho thông giọng nói cho anh nhiều. Có ra uống chi uống đi. Mà thiệt luôn á hả? Rồi cái ông này không có hả? Đâu có qua ngủ đó mà ông giật mình chạy mắt ra mà không biết mình tính bây giờ là ông tiệt đó hả? Mà đi đâu có nói mà. Mày nghi sao đúng? Đang quay mày kéo ra giống như tài hiệu ứng vậy. Chứ coi là kỷ niệm. Buông buông cái coi lại.
Bật tivi coi. Để cái bếp bên nấu mì hè. Thịt heo đó. Thịt heo. Tím Lan, cái này thịt này là tím làm cái gì vậy? Đi được sao? Quay sao đừng dính tao đây nha. Vô sưng môi cái đi, sưng xương cái đi. Vô sưng môi sưng xương rồi vậy đó. Mày chạy quá mày lặt ra cái đủ phải không? Ủa mày tròn tròn. Đi, có đám liếm. Bị chửi. Sáu sáu sắc xả nào vừa luôn. Cái dừa đẹp. Con vô chân. Đúng rồi. Rồi chặt cái chú con. Ừ. Nguyên cây chuối chậm lên cái bình là xong phải không? Không có bông. Nhưng mà có cái đủng đỉnh á. Hai ba là. Khó sinh. Ở đâu không có. Trong. Mướn cái hết mấy triệu. Dựng là cắt để gì luôn á, không cắt tiếng luôn không? Để tới hiện trường. Cần nói món này món gì không? Hả? Giới thiệu luôn. Giới thiệu được, giới thiệu là MC luôn nè. Chặt dừa đi anh ơi. Dừa làm gì vậy? To thật. Trời mệt quá. Chứ cái gì cái bán ngoạn này chứ. Đồ cúng nghe hiếu. Điêu em ạ. Rồi cúng mà mày quăng vậy đó hả? Trời ơi. Lá mẹ không? Ăn dư, sao mà anh bắt? Chứ không mà tao nói là tao đã bóc rồi. Có 35. Hỏi vậy chứ. À. Miếng vậy nhìn. Trời ơi, mô Phật. Lát rồi lấy xin. Trời ơi. Mua cúng là đồ dư là trong đây là ăn dư. Hồi xưa em á, đồ chứ không phải như thế. Dạ hả? Còn dư xong thì là ăn. Ừ thì dư thì ăn được. Chưa ăn sáng mới ăn đó, rồi không ăn đâu. Mặn cái lạc đi quà. Chúng miếng đòi đó, cái lạc nhách nha. Sao nào? Giờ tâm sự nhỏ nhỏ thôi nè. Cảm nhận muốn ăn. Dở tất tất. Nôn chơi luôn. Nhìn đói từ 8 giờ từ Sài Gòn về. Sáng sớm trước khi đi bị chửi nữa. Ủa sao thì không đi chung mày? 12 giờ nó mới làm lễ xong. Để mua tháng 11 không? Năm có lần mà. Dễ lắm mà người ăn, đừng ăn.
coi. Ba chỗ mà. Cái tàu lúng kho nữa thì nó chưa có đâu. Trộn vậy hả chứ không phải tha hả? Vậy đó rồi nó trộn lên. Tha tha cho tính người. Ơi Trung, vậy qua đốt cái quà chuối nghe chỗ xào đậu và ông ngoài nữa. Nó ăn chứ ca, ăn chứ nấu mà. Đập cá hộp vô nữa không? Nó chê đó chứ. Dạ vậy. Tao quýt chỗ nào đó. Nó mà quay lên đi, cái tên nó đấy bằng cái tay. Cái bỏ thơm, ê cái này mày lấy cái gì mày đẩy lại coi. Con ở trên nóc nhà. Thì đi đâu đi trời, em xin bữa coi con không biết nói nó đại bình thường nó dữ lắm mà hả, quay lại đi cái đi.